Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Vâng, thưa các bạn, trên bàn ngày hôm nay đây là chiếc ThinkPad Z13 các bạn ạ. Một trong những dòng sản phẩm định hình ở phân khúc doanh nhân, cực kỳ mỏng nhẹ với thiết kế rất là tinh tế. Chiếc máy sẽ được trang bị con chip là AMD Ryzen 5 và Ryzen 7 RAM 16GB. Hiện nay phân khúc giá của chiếc máy này bán trên thị trường sẽ là trên 20 triệu một chút các bạn ạ. Với trọng lượng tổng thể chỉ có 1,19 kg và thời lượng pin có thể trụ được khoảng 7 đến 8 tiếng. Với thiết kế cực kỳ sang trọng, bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu công nghệ chiếc máy này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa bạn, nếu mà nhìn đằng sau thì không khác gì một quyển sổ các bạn ạ. Với thiết kế cực kỳ sang, bên trên là mặt da các bạn nhé. Da cực kỳ cao cấp này. Logo ThinkPad này khi hoạt động máy thì nó sẽ nhấp nháy màu sáng như này. Và những cái phần viền này thì họ mạ chrome kiểu dạng vàng đồng, cực kỳ chi tiết và tinh xảo này. Khẩu độ của camera các bạn có thể nhìn thấy này, 2.0 này. Camera Full HD. Và mic là mic kép, thu tiếng kép các bạn ạ. Đây các bạn sẽ nhìn thấy hai lỗ mic này. Cái phần nhô này vừa là để chứa camera mà vừa để các bạn mở máy nó đơn giản hơn. Logo dập này, Lenovo này. Những phần viền này là những cái lát cắt diamond cực kỳ sang trọng luôn. Đây là cổng sạc của máy các bạn nhé. Còn đây là cái phần anten của máy này để bắt wifi các bạn ạ. Cái chỉ này các bạn này, đằng sau này. Tất cả những cái chi tiết này đồ hoàn thiện cực kỳ cao, nhẵn thín, mạ chrome sáng bóng luôn. Như cái này mình cũng nhắc trước các bạn, chrome thì nhìn rất là đẹp, rất là sang nhưng cũng dễ xước, nên các bạn dùng cẩn thận, tránh những trường hợp va chạm vào những cái vật sắc dẫn đến xước nhé các bạn nhé. Chiếc máy này đặc biệt còn được trang bị công nghệ là USB 4 các bạn ạ. USB 4 thì có thể truyền tải tín hiệu âm thanh và hình ảnh lên đến 40GB một giây, có nghĩa là nhanh hơn cổng USB Type-C và có thể sạc cả hai bên cổng này. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy cả hai cổng đều truyền tín hiệu là USB 4 các bạn nhé. Nó giống như thu USB 4 đấy các bạn ạ. Bên dưới máy đây, việc các bạn tháo mở chiếc máy này ra cũng không quá khó đâu các bạn ạ. Chỉ cần tháo hết những cái ốc này là chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ nội tạng bên trong của chiếc máy này. Các bạn ơi, mở chiếc máy này ra không quá khó đâu các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là toàn bộ linh kiện bên trong nó được onboard hết luôn. Quả pin cực kỳ lớn với dung lượng là 4425 mAh này, tương đương công suất là 50,1 W. Cái này duy trì khoảng 7 tiếng các bạn ạ. Hai cái loa này các bạn này. Còn đây là cái phần anten các bạn nhá, để bắt sóng cực khỏe này. Còn đây là cái cắm ổ cứng này, cái này tối đa là 2T anh em nhé. Wi-Fi cũng được hàn chết trực tiếp trên bo mạch chủ. Mặc dù máy chúng ta rất là nhỏ nhưng cũng có hai quả tản nhiệt làm mát cho CPU. Đây các bạn này, đây là khe cắm mở rộng WAN, có nghĩa là các bạn dùng 4G phiên bản này các bạn phải đặt trước, bởi vì phải có khe cắm SIM thì chúng ta mới dùng được cái này. Khi cắm WAN vào thì sẽ có thêm anten kiểu dạng như này để mà bắt được 4G nhé các bạn nhé. Còn với phiên bản mà để chơi như này có nghĩa là chúng ta sẽ không lắp thêm được. Ở đây thì mình tìm hiểu thì muốn lắp thêm ổ cứng vào cũng không lắp được đâu các bạn ạ, mà chỉ có một khe cắm ổ cứng như này thôi. Ổ cứng mặc dù tốc độ rất là cao, SSD PCIe Gen 4 bây giờ hoặc là Gen 3 bây giờ, nhưng nếu mà nhanh ấy thì các bạn sẽ thấy là SSD thì nó cực khó để lấy dữ liệu trong trường hợp mà không may bị chết ổ cứng. Nên nếu mà chúng ta dùng những chiếc máy mà có một khe cắm ổ cứng này, với những dữ liệu đặc biệt thì anh em cứ đẩy lên điện toán đám mây hoặc là copy ra ổ cứng bên ngoài, phòng trường hợp tỷ lệ rủi ro nếu mà không may bị chết ổ cứng. Mặc dù nó cực kỳ thấp thôi nhưng mà vẫn có những trường hợp mà chết ổ cứng và không thể lấy được dữ liệu. Nên tốt nhất là chúng ta dùng cứ phải an toàn các bạn ạ. Toàn bộ những linh kiện được onboard như này thì CPU, GPU và RAM sẽ không nâng cấp được. Còn RAM 16GB là hoàn toàn đủ dùng cho chiếc máy mở cái phân khúc màn hình nhỏ 13,3 inch như thế này. Đây, cái màn hình tỷ lệ 16:10 các bạn nhìn thấy rất đẹp đúng không? Cảm ứng luôn, siêu nét. Và hành trình bàn phím của dòng máy này cũng cực kỳ sướng, nó được sao chép y hệt so với những chiếc ThinkPad truyền thống, các dòng P hoặc dòng X. Và cái này còn có quả chip bảo mật vân tay ở đây này các bạn này. Khoảng cách phím thì chỉ có hai phím bấm này là mình cảm thấy nó hơi xa một chút. Toàn bộ những cái phần khung này đều bằng hợp kim nhôm, với công nghệ là CNC nguyên khối, và thậm chí cả cái màn hình này cũng vậy các bạn ạ. Nó ép trực tiếp vào cái phần khung nhôm. Các bạn chú ý những cái dòng sản phẩm cao cấp đắt tiền thì chúng ta dùng phải cẩn thận, lâng như lâng trứng hứng, lâng hứng hoa. Thì tại vì sao mình lại nói như vậy? Bởi vì nếu không may mà các bạn làm vỡ cái màn hình này, giá trị của nó cực kỳ cao, mà tìm để mà thay được chiếc màn hình này các bạn phải thay cả cụm này, là chúng ta phải mất thời gian chúng ta đặt hãng, bởi vì dòng máy này rất là đắt các bạn ạ. Cụm màn này cũng 6-7 triệu, không phải rẻ đâu các bạn nhé. Phím này, LED phím nữa các bạn ạ. Buổi tối chúng ta sẽ có LED màu trắng này. Bật LED ở đây các bạn nhé, FL này. Nó sẽ có hai lớp này. Đây, sáng tối phím cách này các bạn này. Các bạn có thể tắt mic, tắt loa. Và màn hình thì nó chỉ mở được góc nhìn ở góc màn hình như thế này thôi các bạn ạ.
Nếu các bạn mở quá nó sẽ vỡ cái phần bản lề này, nên anh em dùng phải biết cách dùng nhá. Con chuột này các bạn có thể dê đi dê lại này. Đây con chuột Checkboy này. À một điều đặc biệt là kể cả khi mình đeo găng tay vào màn hình vẫn cảm ứng được nhá. Đây các bạn thấy tiện không? Chiếc máy này nếu như các bạn làm ở khối doanh nghiệp mà các bạn thường xuyên phải đi tiếp khách, hoặc là các bạn làm trong môi trường giảng đường, giáo viên chẳng hạn, hoặc là chỉ cần trình chiếu sản phẩm thì các bạn có thể cầm một chiếc máy như này để trình chiếu cho khách hàng xem cũng rất là tiện. Hoặc là kỹ sư mà chuyên thiết kế vẽ đồ 2D, 3D, vẽ trực tiếp trên màn hình cũng là ok. Này, zoom to, zoom nhỏ thoải mái, cái con chuột này cũng cảm ứng được bình thường nhá. Đây, các bạn thấy đấy. Mà đây là mình đeo găng tay vẫn cảm ứng được rất là ok luôn. Cái phần này thì mình thấy là sơn một lớp sơn bên trên để chống bám vân tay chắc chắn rất tốt luôn. Đây mình thử này, tay nhá. Đây. Đấy, hoàn toàn không bám vân tay luôn. Và công nghệ loa trên máy là Dubai Atmos này. Đây là con camera này các bạn này, camera Full HD. Và thậm chí chiếc máy này còn được trang bị công nghệ là bảo mật IR luôn, bảo mật bằng camera này các bạn ạ. Các bạn có thể thấy đây là con chip bảo mật vân tay, nó ở đây các bạn này. Đây nhá. Còn đây là con chip Bluetooth này. Bluetooth sử dụng của hãng Qualcomm này. Nó sẽ kết nối các thiết bị như là tai nghe này, chuột không dây này và các thiết bị mà có kết nối Bluetooth có thể truyền tải tín hiệu âm thanh và hình ảnh dữ liệu các bạn nhé. Camera nhận diện khuôn mặt IR này sẽ mở máy bằng khuôn mặt của chúng ta. Với công nghệ bảo mật như thế này, chiếc máy sẽ có 4 lớp bảo mật bao gồm là vân tay này, camera này, mật khẩu BIOS này và thêm một lớp mật khẩu Windows. Nếu như bạn là chủ nhân của chiếc máy này, nếu mà cài hết 4 lớp mật khẩu thì chắc có lẽ là không ai có thể mở máy mà lấy dữ liệu của các bạn được. Nên chúng ta dùng chiếc máy này cũng sẽ cực kỳ yên tâm. Ổ cứng được trang bị micro các bạn nhé, với dung lượng là 512GB. Micro là một hãng ổ cứng rất là nổi tiếng. Vega được trang bị trên máy là AMD Radeon Graphics này. Thực tế dòng máy này thì không được trang bị Vega rồi, và con chip Ryzen 7 thì nó sẽ hỗ trợ các bạn các tính toán nhanh hơn, lập trình ok hơn. Các bạn có thể dùng trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đa phương tiện, lập trình đều rất ok. Máy được trang bị Wi-Fi 6 cũng của hãng Qualcomm này. Có mã là 6900 này. Và đây, con chip đây. AMD Ryzen 7 Pro 6850U. Đây là con chip tiết kiệm điện và nó có thể kéo dài thời lượng pin cho chiếc máy này, dùng khoảng 7 tiếng các bạn ạ. Công suất của sạc là 65W các bạn nhá. Nó cũng vuông vuông khá là nhẹ các bạn ạ, 65W. Và chân sạc là chân Type-C. Các bạn có thể cắm vào sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Các bạn sạc khoảng 50 phút là đầy khoảng 80% pin. Còn nếu sạc đầy chiếc máy này khoảng 2 tiếng các bạn nhá. Đây các bạn thấy là màn hình nó cực kỳ sắc nét luôn. Các bạn lưu ý cái tỷ lệ bao phủ màu trên màn hình nó đạt 100% sRGB. Thì khi chúng ta xem phim và có thể sử dụng trong lĩnh vực đồ họa thì những hình ảnh nó được hiển thị trên màn hình nó cực kỳ nét luôn. Này, loa rất to luôn các bạn ạ. Đây. Còn cái góc nhìn của màn hình thì các bạn sẽ thấy nó có một lớp kính ở bên ngoài để hỗ trợ cảm ứng, và kính thì nó sẽ giúp cái màn hình nó phản chiếu kiểu dạng gương. Nếu như các bạn xem bình thường như này thì chúng ta nhìn nó cực đẹp luôn. Còn khi các bạn tắt màn đi thì các bạn có thể soi gương trên màn hình này như thế này luôn. Nó sẽ phản chiếu hình ảnh của chúng ta. Với góc nhìn 178 độ thì anh em hoàn toàn có thể nhìn trên màn hình nó cực kỳ sắc nét. Với mật độ điểm ảnh lên đến 100% sRGB thì sẽ giúp các bạn thiết kế design mà không sợ bị sai màu. Bây giờ thì mình sẽ mở mắt âm thanh để các bạn nghe nhé. Đây. Có lẽ là trong cái phòng khoảng 50m² thì không cần phải kết nối thêm tai nghe hay là loa bên ngoài, bởi vì nó rất là to các bạn ạ, mặc dù chiếc máy của chúng ta nó nhỏ. Và loa thì có vẻ như ở phần này này. Và khi mà mở loa ở maximum thì các bạn mà cầm ở đây nó sẽ rung luôn các bạn ạ, bởi vì nó sẽ rung âm bát. Vâng thưa các bạn, thì ngày hôm nay chỉ là video trên tay thôi, bởi vì trước cái máy này thực tế đã được một em trai mua rồi, thì mình chỉ trên tay cho các bạn xem về thiết kế, cấu hình và giới thiệu những chức năng trên máy thôi. Còn đây CPU thì các bạn có thể thấy này, nó có 8x16 luồng, RAM 16GB là hoàn toàn đủ dùng cho mọi người. Ở đây chúng ta sẽ được kết hợp là Windows 11 bản Pro, có nghĩa là bản chuyên nghiệp nhất, ok nhất dành cho máy tính các bạn ạ. Ổ cứng SSD 512GB cũng hoàn toàn đủ dùng cho mọi người nhé. Vâng thưa các bạn, thì mình đã vừa trên tay xong với chiếc ThinkPad Z13. Đơn giản để mình nhận xét là như này nhá.
Đây là một trong những dòng sản phẩm laptop mà được tích hợp dành cho các doanh nhân cũng như các chủ tịch mà các bạn thường xuyên di chuyển đi lại, các công việc mà không quá khắt khe về đồ họa, cần tính thẩm mỹ cao với chất lượng màn hình tốt và thời lượng pin đạt ít nhất là trên 7 giờ và hỗ trợ phần cứng có thể chạy tất cả những cái ứng dụng như là Word, Excel với cái dung lượng nặng nhất CPU 8 x 16 luồng và 16 GB RAM, đủ để các bạn có thể cân tất cả những ứng dụng về văn phòng, đồ họa 2D, vẽ 3D. Còn đối với các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp hay các game thủ thì mình khuyên các bạn không nên mua chiếc máy này, bởi vì nó ở cái phân khúc Ultrabook mỏng nhẹ, nó sẽ không phù hợp cho cái công việc mà đồ họa quá nặng. Với phân khúc giá bán cho bản Gen 5 ở phân khúc máy mới đập hộp là trên 20 triệu, ở Gen 7 sẽ ở mức khoảng 23 triệu, nói chung không rẻ một chút nào. Nên khi mua máy các bạn cũng phải cân đo đong đếm sẽ có phù hợp với nhu cầu công việc của mình hay không các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn ạ, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc ThinkPad Z13 của mình xin đến đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho các bạn như này nhá. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh nghề của TDD bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật các dòng sản phẩm mới nhất của shop nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.